Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đi Bình Thuận có việc và sẵn tiện là mình ghé vào thấy cái đền đền Phố Long Mưa Nay thuộc tỉnh Bình Thuận nha. Đây, phía sau mình này. Cái đền Phố Long Mưa Nay này các bạn. Đây. Đấy, bây giờ là mình sẽ vào trong đó là mình sẽ coi và tham quan nha. Ok. Đúng các bạn, đây là ngôi nhà, ngôi đền cổ các bạn. Đây là di tích là cái này là di tích và Mưa Nay nha, Pô Mưa Nay, Phục Long Mưa Nay. Đây thì mình đến thăm tháp. Đây là hình như là cái này là ngọn tháp. Hồi xưa là cái chắc cái này. Chắc cái này là ngọn tháp đó các bạn. Đây ngọn tháp nhưng mà đã bị sụp đổ. Tháp này đã bị sụp đổ rồi các bạn. Đây, các bạn nhìn ở phía dưới này toàn là gạch gạch xưa không các bạn. Đây, gạch gạch bị đổ nát. Và ở phía trên này này là chính là những cái giống như cái một cái đồi á, giống như một cái đồi các bạn, giống như một cái đồi. Và các bạn đến đây thì có một cái bàn cái bi, thế là cái bi này các bạn đọc này, đền thờ Phục Long Mưa Nay. Đấy. Đền thờ Phục Long Mưa Nay. Đây các bạn đọc này. Các bạn thấy là rất là đẹp. Mà ở phía dưới này nè, các bạn nhìn này. Gạch đồ đổ nát hết. Ở phía trên là giống như một ngọn đồi các bạn. Phía trên thì chạm khắc rồng. Bốn cạnh này. Ở đây thì hình như không có ai trông coi hay sao đó các bạn. Đây hình như không có ai trông coi hết. Ở phía trước này là có một cái cổng nha các bạn, và phía phía bên kia cũng có một cái cổng luôn các bạn. Đây, xung quanh này là toàn cây rừng không nha các bạn, rừng không. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình lên đường và về nhà nha các bạn. Đây, chúng mình đã thăm cái đền của Phố Long Mưa Nay, của Mỹ Tâm. Rất là đẹp. Tôi chào tạm biệt các bạn nha.